Đây là con cá lá dứa. Quay đầu đi. Dưới đây cá lá dứa đó, cá biển. Cái này có mày nhận biết này, được nhận biết này. Thấy chưa? Con này có này. Cái nấu canh chua, nấu với sấu, ngon tuyệt vời luôn. Nấu canh dưa, canh chua đúng không? Vâng. Nấu canh tôm mồng. Có cái dạng ngon lẹp. Con này tài ướp đá gì quá này. Cá này ít xương đúng không? Trong cái cá ít xương mà. Ít xương. Chỉ có xương sống với xương nó hai bên hông này thôi, bên xương này thôi. Xương hai bên xương này. Đấy, hai bên cái dãy đây là đây đây. Cái xương rút ra là xong rồi, cái xương sống. Xương dưới này là hai bên. Xương trống ở giữa. Cá này giống như những người nào mà ngại ăn xương ăn cá này ngon đấy. Buộc chiên xù nữa, lá mới ăn cũng được, ngon.